Ở thời điểm cuối năm như hiện tại, các buổi liên hoan tất niên cũng nhiều hơn. Và trong những bữa ăn, những cuộc gặp gỡ ấy thì rượu là đồ uống không thể thiếu. Tuy nhiên, thức uống này cũng là nguyên nhân gây ra không ít bệnh tật cho người uống. Điển hình là chứng loạn thần, một dạng rối loạn tâm thần rất đáng lo ngại hiện nay. Hơn 50 tuổi, nhưng người đàn ông này đã uống rượu được hơn 30 năm. Mỗi ngày, ít nhất cũng nửa lít. Bác ấy dùng rượu nó quá nhiều ngày, dẫn đến co giật và mê sảng. Tôi biết là anh ấy uống rượu từ cách đây khoảng trên 30 năm. Là một nhân viên y tế, thế nhưng người đàn ông này cũng không cưỡng lại được sự hấp dẫn của men rượu. Giờ đây, anh không thể làm chủ được bản thân. Mỗi ngày tôi uống nửa lít, 500 ml, rồi tay chân được run rẩy, sức lao động lòng giảm rất nhiều. Phòng điều trị nghiện chất, Viện Sức khỏe Tâm thần Quốc gia cũng thường xuyên tiếp nhận những bệnh nhân mắc rối loạn tâm thần do rượu. Được biết, rối loạn tâm thần liên quan đến rượu thường gặp là loạn thần, rối loạn nhân cách. Trong đó, loạn thần chiếm tỷ lệ lớn nhất. Lạm dụng rượu ở Việt Nam của chúng ta rất là nghiêm trọng, khắp ở mọi nơi, từ nông thôn cho đến thành thị, và rượu là tự sản xuất. Và những cái rượu đó chúng ta thấy nó rất là mạnh, nó gây ra tình trạng loạn thần cũng rất là nhiều. Đấy là chưa kể độc chất do các chất đó gây ra có hại cho người bệnh. Thế thì thông thường thì hàng ngày thường xuyên chúng ta thấy là người dân Việt Nam cũng uống rượu bia rất là nhiều rồi. Thế bây giờ đến dịp Tết là nhân dịp tổng kết cuối năm, rồi là những các cái ngày hội, rồi vân vân gặp gỡ nhau, thì cái việc mà gia tăng cái chuyện uống rượu bia càng ngày càng phát triển, nhất là vào những dịp cuối năm. Theo thống kê được công bố gần đây, có đến 95% người bị rối loạn tâm thần do nghiện rượu, lạm dụng rượu là nam, và 73% số người trên gặp rắc rối trong quan hệ với những người xung quanh. Đây là những người có nguy cơ cao trở thành bệnh nhân tâm thần và có thể có những hành động nguy hiểm cho bản thân lẫn cộng đồng. Và cái tình trạng loạn thần đó, bệnh nhân thường biểu hiện bằng các hoang tưởng bị hại hoặc là hoang tưởng ghen tuông, rồi gây ra những cái rối loạn, đó là gây ra đánh vợ mình chẳng hạn, đánh những người thân trong mình, hoặc là lạm dụng tình dục, hoặc là gây ra rối loạn đánh nhau ngoài xã hội, thì thường là bệnh nhân vào trong cái tình trạng như thế. Thứ hai nữa là bệnh nhân vào trong tình trạng là hội chứng cai rượu. Có một số người sau một thời gian uống rượu bị một bệnh cơ thể nào đó mệt mỏi, thì bệnh nhân sợ không uống rượu nữa, và việc bệnh nhân ngừng rượu đột ngột cũng gây ra rối loạn tâm thần mà người ta gọi là loạn thần do rượu. Thì cái loạn thần này nó cũng xuất hiện là bệnh nhân cũng có hoang tưởng bị hại, rồi bệnh nhân ngoài ra còn có các ảo giác. Tác hại của rượu ai cũng biết. Thế nhưng không chỉ gây say, đồ uống này còn gây ra khoảng 200 loại bệnh tật khác. Đó là chưa kể những hệ lụy